Thưa quý vị, tín dụng đến hết tháng 2 đã giảm 0,72% so với cuối năm ngoái, qua đó cho thấy vốn vẫn khó bơm vào nền kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, vốn rót vào bất động sản và chứng khoán trong 2 tháng đầu năm tăng hơn so với cùng kỳ, trong khi các ngành khác đều giảm. Tốc độ giảm tín dụng tháng 2 đã chậm lại so với tháng 1. Tín dụng cải thiện nhưng vẫn âm do yếu tố mùa vụ dịp Tết Nguyên đán cùng khả năng hấp thụ vốn thấp. Giai đoạn đầu năm, doanh nghiệp thường hạn chế vay mới, thậm chí nhiều đơn vị thu hẹp hoặc ngừng hoạt động do sức ép lạm phát, giá vật liệu tăng, thiếu đơn hàng. Người dân tăng dự phòng và giảm vay để chi tiêu. Một số nhóm khách hàng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn khi quy mô nhỏ, năng lực hạn chế, thiếu phương án kinh doanh khả thi. Cùng đó, cho vay của các ngân hàng cũng bị ảnh hưởng do thị trường bất động sản chưa hồi phục bởi nhóm này chiếm khoảng 21% tín dụng chung. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Data Center and Cloud Infrastructure Summit, DCCI Summit với chủ đề phát triển tương lai số bền vững. Hội nghị diễn ra với 3 phiên chuyên đề cùng Trung tâm Dữ liệu, Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo. Các đại biểu tham dự đã thảo luận về những thông tin thị trường, xu hướng xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu trên thế giới, chia sẻ về những giải pháp phục vụ nhu cầu hạ tầng cho ứng dụng AI hay những thách thức khi đưa trung tâm dữ liệu của Việt Nam ngang tầm thế giới, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn quốc tế và tính bền vững. Đáng chú ý, khác với những năm trước, DCCI Summit 2024 đưa vào một chủ đề đang được nhắc đến nhiều trên thế giới, đó chính là trí tuệ nhân tạo AI. Trong thời đại bùng nổ kỷ nguyên số hiện nay, công nghệ AI được xem là động lực tăng trưởng, là vũ khí cạnh tranh, đồng thời cũng mang đến nhiều thách thức đối với các tổ chức doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Tại hội nghị lần này, các tổ chức doanh nghiệp có cơ hội kết nối với nhiều sản phẩm công nghệ mới, hữu ích cho các hoạt động của mình từ các nhà cung cấp hàng đầu trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ hội nghị, khách mời cũng có cơ hội tham quan và trải nghiệm khu vực gian hàng của các hãng công nghệ lớn, giao lưu cùng Human AI, VR của Viettel và khám phá trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế của Viettel IDC dành cho AI qua công nghệ thực tế ảo VR. Đây là trung tâm dữ liệu có công suất lớn nhất tại Việt Nam đã đón những khách hàng đầu tiên trong tháng 3 này. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Đà Nẵng thu hút được một dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 1,5 triệu đô la Mỹ, một dự án trong nước đang hoạt động được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với vốn đăng ký 60 tỷ đồng, điều chỉnh 11 lượt dự án, trong đó có 2 dự án trong nước điều chỉnh tăng 33,4 tỷ đồng và một dự án FDI tăng 4 triệu đô la Mỹ, chấm dứt một dự án trong nước vốn đầu tư 604 tỷ đồng. Theo kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Mục tiêu đơn vị này đặt ra sẽ thu hút khoảng 140 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trong năm 2024. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp, tổng diện tích 12.600 ha, tỷ lệ lấp đầy 91%. Tỉnh đang quy hoạch thêm 15 khu công nghiệp với tổng diện tích 10.200 ha, sẽ đáp ứng được yêu cầu thu hút, bố trí các dự án đầu tư. Theo kế hoạch năm 2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu hút khoảng 130 đến 140 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng số vốn đầu tư nước ngoài khoảng 1,2 đến 1,3 tỷ đô la Mỹ, thu hút 1.100 đến 1.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Vốn đầu tư xây dựng đạt 5.700 tỷ đồng, cho thuê và cho thuê lại đất 100 đến 150 ha, thu hút 15.000 lao động, tổng doanh thu 35 đến 40 tỷ đô la Mỹ. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được Quốc hội ban hành và chuẩn bị có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới đây có nhiều điểm đột phá hướng tới nền kinh tế cạnh tranh minh bạch. Đây là nhận định của các đại biểu tại lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Công Thương và Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức mới đây. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã thông qua luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đáng chú ý, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã sửa đổi toàn diện Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, bổ sung nhiều quy định để đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh. Trong đó nhiều quy định mang tính dấu ấn, lần đầu xuất hiện trong hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cái vấn đề mà chúng tôi đánh giá rất là cao đó là trong luật bảo vệ tiêu dùng năm 2023 đã đưa ra đó là cái cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp mà người tiêu dùng có vấn đề bị xâm hại về quyền lợi. Có thể nói là luật bảo vệ người tiêu dùng là một cái bước tiến quan trọng trong việc thiết lập cái tính cân bằng trật tự của nền kinh tế cũng như là bảo đảm cho môi trường cạnh tranh lành mạnh. Các đại biểu cũng cho rằng để sớm đưa các quy định của luật vào cuộc sống, các cơ quan của chính phủ cần đảm bảo việc ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết, không phát sinh chồng chéo, vướng mắc. Thì chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền. Thứ hai nữa là cần phải khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Và các cơ quan cần phải có các biện pháp và các nguồn lực phù hợp để bảo đảm luật thực sự đi vào cuộc sống để góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phải làm tuyên truyền rộng hơn nữa, sâu sát hơn nữa và tổ chức nhiều cái cuộc phổ biến kiến thức về luật và phổ biến những cái làm những tổ chức các lớp tập huấn trong điều kiện có thể được để làm sao cho người tiêu dùng cố gắng là thông tin nhiều nhất đến người tiêu dùng và từ đó nhân rộng ra làm cấp tỉnh xuống cấp huyện, tấm xã phường. Năm 2024, Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam có chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn nhằm đẩy mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tăng gấp đôi chương trình tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp nông thủy sản từ 15.000 tỷ lên 30.000 tỷ đồng vào năm 2024. Các ngân hàng thương mại cũng đã sẵn sàng tăng vốn cho ngành nông nghiệp. Đáng chú ý, gói 30.000 tỷ đồng này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với lãi suất thấp hơn từ 1 đến 2% so với thông thường. Trong bối cảnh xuất khẩu nhiều ngành hàng đang sôi động, nếu được tiếp cận nhanh và sớm nguồn vốn này, các doanh nghiệp sẽ tăng tốc cho cả năm thuận lợi. Đón nhận tin vui về chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường đang dần khôi phục sau năm 2023 ảm đạm, rất nhiều doanh nghiệp ngành lâm sản cho rằng đây là động thái kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp, vấn đề khó nhất ở mọi thời điểm luôn là tài chính. Nếu gói 30.000 tỷ đồng có hiệu lực giải ngân ngay lập tức thì sẽ thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Trong cái khó khăn hiện nay đấy thì chúng tôi vẫn luôn tìm ra những cái bước đi thích hợp, trong đó nó có cái vấn đề đầu tư các cái máy móc thiết bị tự động mới. Và đây chính là cái việc mà đụng chạm đến vấn đề nguồn tài chính, đụng chạm đến cái vấn đề lãi suất. Các doanh nghiệp ngành cà phê cũng đang ngóng gói 30.000 tỷ đồng, bởi khi giá cà phê tăng gấp đôi so với năm ngoái, doanh nghiệp phải bỏ ra gấp đôi nguồn tiền để có thể thu mua đủ đơn hàng. Với lãi suất thấp hơn từ 1 đến 2% so với bình thường, gói tín dụng sẽ thực sự rất hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thế nhưng, nhiều đơn vị vẫn chưa thể tiếp cận dòng tiền này. Khi doanh nghiệp đi vay thì cái khó khăn thế như là các cái thủ tục và cái quy trình quy định thì nó còn rất là quyết liệt, rất là khó khăn mà không có cơ linh động để mà giúp đỡ hỗ trợ cho doanh nghiệp được. Triển khai từ tháng 7 năm 2023 với quy mô 15.000 tỷ đồng, đến nay đánh giá hiệu quả giải ngân hỗ trợ doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước đã tăng gấp đôi lên 30.000 tỷ đồng phục vụ nhu cầu tín dụng cho ngành nông lâm thủy sản. Cùng với hoạt động kết nối trực tiếp ngân hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước sẽ tích cực theo dõi tháo gỡ để đảm bảo hiệu quả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Ngoài các cái như tôi vừa nói, các cái điều kiện cho vay thông thường rồi thì nếu mà cái hoạt động xuất khẩu tốt thì các doanh nghiệp có thể là thế chấp từ chính cái dòng tiền xuất khẩu, từ các đơn hàng, từ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa thì hoàn toàn là các tổ chức tín dụng họ sẽ tiếp cận và tháo gỡ kịp thời khoan cho doanh nghiệp. Đã gọi là câu chuyện đi vay thì nó là quan hệ thương mại, quan hệ kinh tế thì đương nhiên nó phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy trình, về thủ tục, về hồ sơ vay vốn và đặc biệt phải đảm bảo về chất lượng tín dụng, chứ chúng ta không phải là cho vay bằng mọi giá. Trong 2 tháng đầu năm 2024, lĩnh vực nông lâm thủy sản liên tiếp đón tin vui khi xuất khẩu đạt nhiều bước tích cực với tổng kim ngạch đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2023. Sự sôi động này sẽ là động lực thúc đẩy gói tín dụng 30.000 tỷ phát huy hiệu quả giải ngân. Tuy nhiên, cũng cần phải đảm bảo tính minh bạch thiện chí để tín dụng đi đúng địa chỉ và hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp.
Mới đây, theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 2 năm 2024, cả nước xuất khẩu 160.584 tấn cà phê, kim ngạch đạt 528,5 triệu đô la Mỹ, giảm 32,6% về lượng và giảm 27,3% về kim ngạch so với tháng trước. Tính chung 2 tháng năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 438.000 tấn với kim ngạch 1,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,9% về lượng và tăng 85% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này đã đưa kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam lập kỷ lục mới, vượt qua mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng chỉ 2 tháng của năm 2024. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, niên vụ 2023-2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống 1,6 đến 1,7 triệu tấn, thấp hơn so với 1,78 triệu tấn niên vụ 2022-2023. Dù sản lượng cà phê xuất khẩu ra thế giới có thể giảm, nhưng giá trị kim ngạch có thể vẫn bứt phá. Dự kiến năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể đạt mốc 5 tỷ đô la Mỹ. Thời điểm đầu năm, một số mặt hàng nông sản thường rơi vào tình trạng dư thừa nguồn cung, được mùa mất giá. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của những năm trước. Năm 2024, các doanh nghiệp cho biết đơn hàng dồi dào ngay trong quý 1, đặc biệt là các sản phẩm chế biến. Những thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đang tăng mua rau quả chế biến của Việt Nam. Gắn bó với nghề trồng chuối từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng ông Cao Văn Luyên ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vẫn luôn phải trăn trở thị trường đầu ra của quả chuối. Như lân đạm mới đắt, công ăn công làm đắt mà cuối cùng đầu ra không ra gì thì người ta không ham muốn để chăm vườn nữa. Giờ vườn nó cũng thấy chán chán làm, bởi vì đầu ra nó mập bõm, được mùa lại rớt giá rồi người ta lại bỏ. Nếu như một số tỉnh phía Nam đã hình thành vùng nguyên liệu rộng lớn, trồng chuối xuất khẩu, thì ở phía Bắc, việc tiêu thụ quả chuối tươi chủ yếu trông chờ vào dịp Tết, nên sản lượng không ổn định, đầu ra bấp bênh. Nhu cầu từ thị trường xuất khẩu đối với quả chuối còn rất lớn, nhưng cần chú trọng đa dạng sản phẩm chế biến. Từ đầu năm thì công ty cũng tiếp hơn chục đoàn khách nước ngoài đến văn phòng. Khi mà được công ty mời cái sản phẩm chế biến ở công ty, thì gần như là tất cả những khách hàng đấy đều rất là hào hứng, đánh giá cao và cũng mong muốn là được nhập khẩu để mà phân phối tại thị trường nước. Đấy là cái mà cũng là tín hiệu rất là mừng. Và đặc biệt là gì, với cái thị trường Nhật thì khách hàng lại rất thích về sản phẩm chuối và các sản phẩm từ chuối. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, doanh nghiệp này đã mạnh dạn đầu tư khoa học công nghệ chế biến để bắt tay vào xây dựng vùng liên kết trồng chuối tại Thanh Hà, Hải Dương, phục vụ công nghiệp chế biến. Thực ra thì công ty cũng đã có xây dựng cái mô hình hệ sinh thái từ chuối. Trong đó thì ví dụ như là chuối thì ta có thể xuất khẩu tươi, có thể sản phẩm chế biến. Chế biến ở đây thì có thể là sấy dẻo nguyên vị, sấy dẻo phủ và kể cả sản phẩm sấy khô. Ngoài ra thì công ty cũng đang triển khai là mặt hàng nước ép chuối lên men bằng công nghệ vi sinh Nhật Bản. Thì đấy cũng là một cái sản phẩm mà có thể nói là đã được đánh giá rất là cao. Ủy ban huyện Thanh Hà cũng rất là quan tâm trong cái việc phát triển các cái mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Và đó thì chúng tôi rất là quan tâm để làm sao kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp về địa phương để phối hợp cùng với hợp tác xã và người nông dân tạo ra cái sự liên kết ba bên để từ đó để đầu tư từ cái việc là chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa từ khi sản xuất đầu vào cho đến sơ chế chế biến. Và nhất là sơ chế chế biến thì cái khâu này rất là quan trọng. Và liên kết để tiêu thụ sản phẩm, từ đó tạo ra cái sự ổn định bền vững cho cái nông sản. Những tháng đầu năm, nông sản chế biến như trái cây sấy, nước quả đóng lon, dồi dào đơn hàng xuất khẩu. Có doanh nghiệp tăng lượng xuất khẩu tới 50%. Thị trường nông sản chế biến có thể cán mốc 1,6 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Người trồng chuối cũng bắt đầu đón nhận tín hiệu lạc quan, không còn lo được mùa mất giá. Chính quyền cũng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp hình thành những vùng nguyên liệu đủ lớn về diện tích, đảm bảo về tiêu chuẩn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin đầu tư và kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.